Xin chào các bạn quay trở lại với Top Sao Hoa và ngày hôm nay mùng 6 tháng 6, hãy cùng chúng mình điểm qua những tin tức tổng hợp thú vị có trong ngày. Thứ nhất, Đinh Vũ Hề trong Trần Thiên Thiên trong lời đồn. Sắm vai Hàn Thiếu Quân, điển trai đáng yêu ở bộ phim Trần Thiên Thiên trong lời đồn, Đinh Vũ Hề thực sự đã đem đến cho khán giả những tràng cười bất tận qua loạt khoảnh khắc siêu nhây cùng nữ chính Triệu Lộ Tư. Thế nhưng ngay từ đầu phim, biên kịch đã tiết lộ về tình tiết Hàn Thước do Đinh Vũ Hề đóng hắc hóa khiến khán giả lo lắng, và đến gần cuối phim thì Hàn Thiếu Quân biến hình thành kẻ nhẫn tâm thực sự. Nhưng có một điều không thể phủ nhận là dù Hàn Thước có hắc hóa thì vẫn không khiến khán giả ghét bỏ, bởi suy cho cùng tất cả cũng chỉ vì anh quá yêu Tam công chúa mà thôi, thậm chí là chấp nhận chọn cái chết khi đỡ nhát kiếm từ Sở Sở thay Thiên Thiên. Thứ hai, Tiêu Chiến trong Trần Tình Lệnh. Nhắc tới những màn hắc hóa đỉnh cao của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ, chắc chắn không thể bỏ qua Ngụy Vô Tiện trong Bom tấn đa mỹ Trần Tình Lệnh. Ngụy Vô Tiện vốn là một thiếu niên tuấn tú, rất thông minh hoạt bát và có tu vi hơn người. Thế nhưng sau khi trở thành ma đạo tổ sư, Ngụy Vô Tiện đã thay đổi hoàn toàn và thường xuyên xuất hiện với hình ảnh ma mị, luôn mang theo bên mình Trần Tình đen tuyền có đính tua rua đỏ cùng gương mặt u ám và nụ cười lạnh lẽo khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải khiếp sợ. Thứ ba, Lý Dịch Phong trong Cổ Kiếm Kỳ Đàm. Đối với fan cứng của Lý Dịch Phong, chắc hẳn không thể quên màn hắc hóa thần sâu của nam tài tử trong bộ phim Cổ Kiếm Kỳ Đàm khi vào vai Bách Lý Đồ Tô. Ban đầu, nhân vật mà Lý Dịch Phong đảm nhiệm là Hàn Vân Khê, một cậu bé ngây thơ trong sáng nhưng vì bị lợi dụng mà trở thành kẻ tàn độc. Sau khi bị mẹ lấy thân thể để cất giấu một linh hồn hắc ám, Hàn Vân Khê trở thành kẻ mang trên mình đầy sát khí. Chỉ cần kích động là sẽ bị sát khí khống chế. Thứ tư, Trần Vĩ Đình trong Thục Sơn Chiến Kỷ. Thục Sơn Chiến Kỷ là bộ phim ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả qua sự thể hiện của những gương mặt tài năng như Triệu Lệ Dĩnh, Trần Vĩ Đình, Ngô Kỳ Long. Trong đó phải kể đến màn chuyển cảnh từ thiện sang tà của nhân vật Đinh Ẩn do Trần Vĩ Đình đóng, khiến người xem phát sốt với vẻ đẹp ma mị của nam diễn viên sinh năm 1985. Nhân vật Đinh Ẩn vốn mang trong mình huyết tinh thạch và có nhiệm vụ trả thù Lục Bào lão tổ do Ngô Kỳ Long đóng. Chính những trận chiến gian nan khiến Đinh Ẩn rơi vào bẫy của một âm mưu, buộc anh phải biến mình thành kẻ tàn độc. Thứ năm, Chu Nhất Long trong Tiêu Thập Nhất Lang. Đến với Tiêu Thập Nhất Lang, Chu Nhất Long đã để lại dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả dù sắm vai ở tuyến nhân vật phản diện Liên Thành Bích. Đây vốn là một anh chàng thư sinh mang vẻ ngoài nho nhã ôn hòa, nhưng vì tham vọng được thống lĩnh võ lâm thiên hạ mà trở nên tàn độc và bất chấp mọi thủ đoạn. Đặc biệt là khi biết vị hôn thê của mình có quan hệ tình cảm với Tiêu Thập Nhất Lang do Nghiêm Khoan đóng, Liên Thành Bích đã hắc hóa và trở thành kẻ thù không đội trời chung với tình địch của mình. Thứ 6, Tôn Lệ trong Chân Hoàn Truyện. Chân Hoàn trong Chân Hoàn Truyện được coi là vai diễn đỉnh cao của Tôn Lệ khi nữ diễn viên đem đến cho khán giả những cảm xúc trọn vẹn với màn hắc hóa thần sâu. Chân Hoàn ban đầu chỉ là một cô gái dịu dàng lương thiện, nhưng vì những mưu mô hiểm độc trốn hậu cung đã biến nàng thành kẻ phải ác để chống lại những thế lực thù địch, sẵn sàng đâm sau lưng mình bất cứ lúc nào. Hi quý phi của những ngày sau đó đã khiến tất cả những kẻ có ý định chống đối phải run sợ bởi ánh mắt đanh thép và bàn tay nắm trọn hậu cung. Thứ 7, Sa Thi Mạn trong Diên Hy Công Lược. Vào vai kế hoàng hậu trong Diên Hy Công Lược, Sa Thi Mạn lại một lần nữa khẳng định tài năng diễn xuất của mình khi chuyển vai thành công. Từ một mỹ nhân đoan trang hiền thục trốn hậu cung, bỗng hóa thành người đàn bà thâm độc với những mưu mô thủ đoạn tàn ác nhất nhằm trả thù cho gia đình và cho chính cuộc đời từng bị kẻ xấu chà đạp khi quá lương thiện. Kế hoàng hậu về sau đã ra tay giết hại bất cứ ai ngáng chân mình để rồi nhận về cái kết bi thương, suy cho cùng cũng chỉ vì oán hận mà ra. Thứ 8, Lưu Đào trong Mị Nguyệt Truyện. Phải công nhận rằng nhân vật Mị Xu trong Mị Nguyệt Truyện là vai diễn phản diện để đời của Lưu Đào, khi nhân vật này được nhận xét là ác một cách triệt để, ác đến tàn nhẫn sợ người. Ban đầu Mị Xu vốn là cô nàng trong sáng lương thiện và luôn đứng về lẽ phải, nhưng vì hận tình mà hắc hóa. Ngay từ giây phút biết Tần Vương thị tẩm Nhị Nguyệt do Tôn Lệ đóng thì Mị Xu đã quyết tâm từ nay về sau chỉ sống để trả thù và hành hạ đối thủ. Mị Xu đã ác thật sự và rất quyết đoán rõ ràng, chứ không nửa nạc nửa mỡ như nhiều nhân vật khác. Thứ 9, Triệu Lệ Dĩnh trong Hoa Thiên Cốt. Hoa Thiên Cốt được coi là một trong những vai diễn thành công của Triệu Lệ Dĩnh khi xét cả về ngoại hình lẫn diễn xuất. Nhiều người còn khẳng định vai diễn này vốn được Donnie đóng giày cho mỹ nhân họ Triệu. Đặc biệt là trong những phân cảnh nàng thiếu nữ xinh đẹp biến hình thành yêu thần xuất thế, Triệu Lệ Dĩnh khiến người xem phải trầm trồ trước vẻ đẹp ma mị của mình trên màn ảnh nhỏ.
Hoa Thiên Cốt vốn mang số mạng thiên sát cô tinh trăm năm khó gặp, và cũng vì tình yêu mà tập hợp thập phương thần khí, đã vô tình thả yêu thần xuất thế để rồi chịu mọi đau khổ với mình. Thứ 10. Lý Thấm. Công chúa Nguyên Thuần do Lý Thấm đóng của Sở Kiều Truyện là một trong những nhân vật hắc hóa đáng thương nhất màn ảnh nhỏ Hoa ngữ. Nàng vốn là mỹ nhân dịu dàng lương thiện nhưng vì tình mà trở nên độc ác. Tình yêu mà Nguyên Thuần dành cho Yến Tuân khi xưa giờ chỉ còn đọng lại trong bể hận khi cô luôn nhấn chìm Sở Kiều, người con gái mà Yến Tuân yêu. Đáng thương hơn nữa thì Nguyên Thuần còn bị chính Yến Tuân lợi dụng để tạo phản. Và cho đến cuối cùng thì ánh mắt của Thuần Nhi chẳng còn trong trẻo như xưa mà vẫn đục những mưu mô hiểm độc, lúc nào cũng hừng hực lửa thù hận, chán ghét thực tại. Người hắc hóa nhưng vẫn kịp quay đầu, kẻ lại đánh mất luôn cả lương tri để rồi nhận kết đắng, nhưng suy cho cùng thì họ đều đáng thương, có trở nên xấu xa cũng chỉ vì yêu đương mù quáng.